hạnh Đài Loan. Hạnh Đài Loan, hạnh ngọt Đài Loan. Dạ hả? Ăn thử đi. Của cô chồng hả đào? Của cô chồng ăn giỏ luôn nha. Nó bán giống rồi nó rồi cho em cảm nhận đi. Nó mới mua cái này về mình mà thực tế mình bán được. Nó thơm mùi hạnh thôi. Ừ, nó thơm mùi hạnh mà sao nó ngon vậy ha? Nó giòn. Ngon quá trời ngon tận cổ. Rồi cô ăn đi. Ngọt quá. Dạ, nó thơm không? Thơm mùi hạnh ha, thơm mùi ngọt nữa. Ở gì người ta gọi là tắc á, cái giống cái hạnh á, nhưng mà nó của Đài Loan nên nó ngọt. Ngọt quá. Dạ, ngon nha. Ngon. Rồi chào các bạn nha, hôm nay vô siêu thị tình cờ gặp được cái loại trái tắc ngọt Đài Loan. Loại này thì mình đang bán cây giống ở nhà các bạn. Tắc ngọt Đài Loan là gọi là còn gọi là Kim Quốc Đài Loan các bạn. Trái tròn. Hôm nay vô siêu thị thấy nó bán nè. Giá thì là 89.000 một hộp. Ăn rất là ngọt nha các bạn, ngọt hơn cái tắc Mỹ nha. Nhiều anh em hay lầm tưởng là tắc Mỹ á thì ăn nó có hậu chua. Rồi cái tắc ngọt Đài Loan này ăn rất là ngọt nha, ngọt từ trong ra ngoài. Và cái vỏ của nó không có ga cho nên các bạn không có dầu á, cho nên các bạn ăn nó ngon, nó không bị hắt cái mũi mình, không có bị nồng. Nó trái tròn. Thì cái trái này thì mình mới mua hồi tối nay thôi, có mình ăn thôi. Nay mình đưa cho mẹ mình ăn thử cảm nhận như thế nào ha các bạn. Đây, ăn thử cái trái Kim Quốc Đài Loan coi nó cái mùi gì như thế nào. Giòn. Coi cái cơm của nó nè, cơm nó rất bọng nước luôn nè các bạn. Cái cơm nó không phải muối như hạnh kia mà nó có bột bột, ngon. Nó có cái mùi giống như hạnh đó. Có hột phải không? Hột cái trái mẹ có hột phải không? Ít. Nãy trái con ăn không có hột. Rồi nó ngọt không? Ngọt. Nó có bị đắng hay là bị tê lò lử giống như hạnh không? Không, nó có cái mùi là... Nó có cái mùi là mùi hạnh. Thơm của hạnh. Không the. Ngọt. Cái có bột bột. Coi cái cái nó lại coi. Nó có một hạt ha. Cái trái của mẹ có hạt nè, hai hạt nè. Còn cái trái nãy mình ăn là không có hạt các bạn. Thì trái có hạt hay không? Để mình đi cho một số người ăn nữa thôi, cảm giác như thế nào ha. Hiện tại thì mình đang làm cái vườn nho phía sau nè. Vườn nho leo nè. Thì sẵn tiền mình đem mình cho đây là bác Bảy của mình, cho Bảy ăn thử nha. Cho cảm nhận nha các bạn. Bảy ăn thử cái trái tắc ngọt Đài Loan các bạn. Người ta gọi là Kim Quốc Đài Loan á, trái tắc ngọt nó như trái hạnh vậy đó. Nhưng mà nó là tắc ngọt. Dạ. Bảy cứ lấy một trái ăn thử. Ăn rồi bảy cảm nhận giùm con cho mọi người gọi. Ăn nguyên vỏ luôn. Đó. Nó thơm không? Rồi bác Bảy một ngọt ha. Bảy chép chép là nó ngọt lắm. Trái của bảy có hột không? Giòn. Trái bảy có hột không? Đấy. Không có hạt ha. Giòn khú à, ngọt lắm. Ngon thơm. Thơm. Rất là ngon, rất ok ha. Chú Ngoãn. Thử giùm con trái nè chú Ngoãn. Cho nêu cảm nhận chú Ngoãn. Tắc ngọt Đài Loan nha, nó giống trái hạnh mình đó, nhưng mà nó của Đài Loan. Nó ngọt. Nó giòn rồi. Nó giòn ha, thơm ha. Ngọt thơm. Mà nó không có đắng ha. Nó không có đắng, nó không có the lử. Ngon. Trái của chú cũng không có hạt luôn. Ăn hết luôn trái luôn. Cái tắc đó của mình đó ha. Không phải, cây chi ri. Cây tắc trong kia kìa, hồi con chỉ ra. Ngon. Ngon ha. Ngon. Nó bán trên siêu thị con mua về đó. Ngon. Quá ngon. Ăn là nó giòn giòn rồi nó ngọt ngọt đã lắm. Rồi ok. Ủa, tắc mà giống như táo hả? Đúng rồi, tại nó là tắc Đài Loan mà, nó có giống nước ngoài. Thử thêm một người nữa nha các bạn, cho các bạn tin tưởng hơn nè. Đây là mình cho một cái anh Bình. Anh Bình ở bên cái xăng nha các bạn. Anh Bình ơi, ăn thử trái này cảm nhận giùm em ơi. Mở mình cho trái nho thân gỗ rồi, giờ cho cái này. Trái hạnh nè. Trái này là trái tắc ngọt nha. Tắc ngọt Đài Loan nha. Em ra ăn cho thấy coi.
đâu có sự không dám lên tivi à? Vậy trời ơi ngon lắm, bạn thử đi rồi, đó, rồi. Dạ, biết không nha, trời ơi chua bạn ơi. Cái này là tắc ngọt Đài Loan chứ không phải tắc ngọt Mỹ đâu mà chua. Nó ngọt ngay hả? Bà lột khẩu trang nha bà. Ăn giống như táo vậy đó. Không cho bà, sao nó quay phim bà coi. Đâu? Nè, mày ăn đi rồi mày nói thì thật. Ừ. Đó, chị thấy chua không? Ờ. Ok nha. Ừ. Thì ăn giỏ luôn. Cái đó người ta ăn giỏ luôn mà. Mà nó thơm một cái hạnh mình nè. Ừ. Ừ. Đó, chứ sao chị là chua? Trời ơi, cái loại người ta mới, có ai ăn được đâu mà chua. Ừ. Nó là tắc ngọt Đài Loan chứ không phải là tắc ngọt Mỹ, cái ngọt Mỹ nó hầu chua. Ừ. Dạ. Không phải muối gì ta hạnh mình. Đúng rồi. Ngon ha. Rồi khảo sát một người đẹp tới người đẹp thứ hai đi. Người đẹp thứ hai. Trời ơi, ăn rồi hết cái dĩa này luôn đó. Chị ăn thử, đây là tắc cái trái hạnh, hạnh Đài Loan. Hạnh Đài Loan, hạnh ngọt Đài Loan. Chị ăn thử đi. Của cô chậm hay đào, của cô đẹp hả? Ăn giỏ luôn nha. Nó bán giống rồi nó như rồi, cho em cảm nhận đi. Nó mới mua cái này về mình thực tế, mình bán mới được. Nó thơm mùi hạnh thôi. Ừ, nó thơm mùi hạnh mà sao nó ngon vậy ha? Ừ, nó giòn. Ngon quá trời ngon tầm. Cái hộp của nó không phải như hộp. Cái này giống mới hay gì vậy? Dạ, giống mới. Cái này là gọi là Kim Quốc. Kim Quốc Đài Loan. Mình hay gọi tắc, trái tắc như trái hạnh. Em đưa cái sang ăn cái này giống có mắc mắc nhiều cây giống mới nhập về bán 260.000 cây em. Trời ơi, với lại ngồi hết cái hộp của tôi. Ở đây không có ai bán nha. Cái con đi siêu thị bên cái siêu thị mà trái cây nhập khẩu á nó mới có loại này, chứ siêu thị bình thường của mình không có. Giống mới có nghĩa là nó cũng có cái loại hạnh gì thấy. Nó có loại tắc Mỹ, tắc nhưng mà tắc Mỹ nó chua. Trái nó hơi dài. Ừ. Dài. Là trái nó không có láng mà dài. Này tắc Đài Loan. Tắc Đài Loan. Bởi vì nãy cái chị kia tưởng tắc Mỹ đó chị nói chua. Mà ăn tắc này nó khác. Thôi cho bà chị này ăn thử, ăn thử chế tắc cho chị. Nãy là không cho, giờ cho kìa. Ông nghĩ sao, ông chưa cho, ông không cho kìa. Nói chứ chị ăn thử. Ăn thử rồi, tắc Đài Loan. Bây giờ ăn không vậy hả? Ừ, cắn luôn y gan táo vậy đó. Bổ dưỡng ăn đi. Mắc cái gì vậy? Có mắc cái thịt nào đâu. Mắc cái gà. Mắc cái gà. Thôi, ta cắn rồi. Rồi. 1 ngàn nữa. Nó bự 100.000 không chịu. Rồi chị ăn thử, chị cho em cảm nhận. Quay lên tivi luôn. Ừ. Rồi, cái này là khách đổ xăng nha, chứ không phải là diễn viên của mình nha các bạn. Dạ. Cái này em mua ở trong siêu thị nhập khẩu, trái cây nhập khẩu á, nó có. Chứ lại em bán cái giống này cho nên mua về cho người ta ăn. Thì là mình chào hàng bán cái giống thôi. Nhưng cái giống là mình bán nguyên cây. Cây giống là cây này em bán 260. À, cây ghép. Chị ăn thấy sao? Cái năm có trái. Dạ nó có trái sẵn luôn. Thì lại nói trời. Có trái sẵn luôn. Có bán có chuyện coi. Trời ơi. Trời ơi. Em nữa. Trời ơi nữa hả? Trời ơi. Mai mốt là em có trái à, em để đây bán luôn nha anh Bình. Bán giùm em luôn anh Bình. Đó nha. Nhà cô đây hả? Nhà cây giống đây. Con trai cô đó bán. Nữa mà em chồng có trái em để đây em bán cho anh Bình bán luôn. Trái này là chưa có ai bán trên thị trường nha. Rồi giờ chị cảm nhận đi, cảm nhận trái đi. Sao? Ngon phải không? Ngon mà ngon sao? Ngon lạ không? Nó giòn phải không? Cái da nó giòn phải không? Nó giòn nhưng mà chẳng mà cái cây cây giống là trồng mà có trái liền luôn. Còn cái như là cái mùi tắc. Cái nghĩa là thơm, thơm nghe cái mùi tắc. Nghe cái nghĩa là mình ăn nghe mùi nhưng mà tắc. Nhưng mà nó giòn. Ngọt. Bà thơm, cắt vô là biết bà làm rồi cảm ơn chị. Thơm của tắc leo. Nãy giờ ai cũng ừ, ai cũng ăn thử gì? Anh chưa ăn à? Cái hộp này em mua 89.000. Là cái này có 500g à, nửa ký à. Nửa ký cái hộp thôi nữa. Đúng rồi. Thì ví dụ như là 1 ký tầm 200.000 á. Không mà cái này nếu mà nói chung ra mình không mua, không có xài thì nó mất. Cái bằng tắc thì nó không mình ăn mình cảm nhận được nó ngon đúng rồi thì nó ngon xứng đáng đồng tiền mà xứng đáng đồng tiền nó chung cái gì vậy tiền nào cũng lấy ơi cho cô ăn
cô ăn thử trái tắc ngọt cô. Ăn thử trái tắc ngọt, tắc ngọt Đài Loan á. À, nó như trái hạnh của mình nhưng mà nó ở Đài Loan mà nó ngọt. Ờ, cô ăn giỏ luôn. Ăn giỏ luôn. Ừ, ăn giỏ luôn. Rồi cô ăn đi. Ngọt. Ngọt quá. Dạ, nó thơm không? Thơm. Thơm mùi hạnh ha. Thơm mà vừa ngọt nữa. Bởi vì người ta gọi là tắc á, chứ giống trái hạnh á, nhưng mà nó của Đài Loan nó ngọt. Ngọt quá. Dạ, ngon ha. Ngon. Rồi đạt yêu cầu đó, nãy giờ test cũng cỡ gần 10 người đó các bạn. À, tới anh Bình nè. Nãy giờ giới thiệu người ta ăn thôi, ông không ăn. Đổ trái cây hay là lỗ trăm trăm ngàn. Nữa anh bán cái này, anh để anh chưa anh bán em. Sao? Sao? Ok. Ok. Thôi nha. Nó có một cái hương vị của cái mùi tắc là nhẹ nhẹ. À. Đúng rồi đó. Cái mùi ngọt, cái độ ngọt. Ừ. Độ dai. Ừ. Cái này nhậu ăn được. Nhậu rồi ăn được ha. Mà tắc mà ngộ vậy ngon như vậy. Ừ, nó của Đài Loan mà. Rồi, muốn hết nửa hộp của tôi rồi. Tính mua cái hộp này để từng nào quay clip cũng đem ra quay hết á. Dạ. Cái là ngon, ngon. Anh ăn luôn giỏ luôn nha. Ừ, nó là tắc Đài Loan, giống như trái hạnh mình vậy. Sao? Ăn giỏ luôn, ăn giỏ luôn. Ngọt ha, nó có cái mùi hạnh. Đúng rồi, thơm. Thơm. Nãy em cho cái xăng, mấy người đổ xăng ra ăn người ta khen. Mà cái giỏ nó không có gì... gì chẳng hạn, tại vì anh ăn cái trái... Ừ đúng rồi. Nó có mùi hạnh. Có cái vị thơm của hạnh. Mà anh thấy nó ngọt nhiều không hay là ngọt ít? Ngọt nhiều à, nó không có ngọt chất, nó thanh. Thanh ha. Cái cơm nó cũng vậy. Có nhiều trái mà nó đậm, màu đậm á, ăn nó rất là ngọt luôn. Dạ dạ. Ngọt mặt. Đó, giới thiệu cho chị kia mua luôn đi. Giống này giống mới á. Ê, mà chút cái trái đó thôi, một bộ nó có chút. Đúng rồi. Cái trái nào